Andes là dãy núi dài nhất trên thế giới. Chúng chạy dọc chiều dài của Nam Mỹ. Những ngọn núi lửa bốc khói điểm xuyết cho đường chân trời. Từ những khu rừng mây trên núi cao đến cao nguyên hoang mạc, động thực vật ở đây thích nghi với sự cực đoan. Cái nóng của sa mạc, không khí loãng trên núi cao và nhiệt độ âm vào ban đêm. Tất cả đã biến mỗi ngày thành một cuộc chiến sinh tồn đầy cam go trên hành tinh này. Thiên nhiên châu Mỹ Latin. Dãy Andes, thế giới trong mây. Dài 7.200 km và rộng 200 km, dãy Andes là một quang cảnh hùng vĩ với những đỉnh núi tuyết và núi lửa phun trào. Nó trải dài từ bờ biển phía bắc Venezuela đến mũi Tierra del Fuego ở Chile. Một vài đỉnh núi cao nhất thế giới được tìm thấy ở đây. Lưng chừng dãy Andes, các hoạt động núi lửa cổ xưa đã hình thành những cao nguyên hoang mạc rộng lớn. Những cao nguyên này nằm cao hơn mực nước biển 5.000 mét. Ban ngày rất nóng và ban đêm rất lạnh. Hồ cao nhất trên hành tinh cũng được tìm thấy ở đây. Hồ Titicaca, ngôi nhà của một trong những loài động vật quý hiếm và kỳ lạ nhất trên thế giới. Trên núi Andes được bao phủ bởi rừng mây xanh mướt dày đặc. Môi trường sống đa dạng nhất trên trái đất. Sương sống của dãy Andes được tạo ra bởi một chuỗi núi lửa đang hoạt động. Chúng cao đến nỗi thậm chí ở Peru và Bolivia nhiệt đới, miệng của núi lửa cũng được bao phủ bởi băng tuyết. Nước băng tan chảy từ các đỉnh núi xuống cao nguyên hoang mạc rộng lớn tên là Altiplano. Rộng 170 km và dài 500 km, cao nguyên Altiplano rộng gấp 4 lần diện tích xứ Wales. Hồ nước có tính kiềm được hình thành trong những lần sụt võng nhẹ. Mạch nước nóng của núi lửa giữ cho những hồ này không bị đóng băng. Trên 4.000 mét, nhiệt độ ban đêm thường hạ xuống âm 20 độ. Một trong những hồ nước độc lớn nhất trên cao nguyên Altiplano là hồ Laguna Colorada. Sinh vật phù du và tảo đầy màu sắc sinh sôi trong nguồn nước khoáng giàu chất dinh dưỡng của nó. Vào mùa xuân, những hồ này thu hút chim hồng hạc đến đây để kiếm mồi. Ba trong số 6 loài hồng hạc trên thế giới tụ hội về đây. Hồng hạc James có chân hồng và sọc đỏ, sống ở đây quanh năm. Vào mùa xuân, hồng hạc Andes và Chile cũng bay về đây. Một
Những loài này di cư đến đây từ Bolivia và Chile trong bóng tối, vượt qua quãng đường 600 km chỉ trong một đêm. Tất cả các loài hồng hạc đều ăn qua màng lọc. Chúng lọc tôm và tảo từ nước mặn. Mỗi loài có một màng lọc có kích cỡ khác nhau trong mỏ. Và mỗi loài tìm kiếm thức ăn ở độ sâu khác nhau để tránh cạnh tranh. Nước quá mặn để loài hồng hạc có thể uống. Và nó có độ kiềm cao, có thể làm cháy bộ lông của chúng. Vì thế, chúng phải bay đến các dòng suối nước ngọt gần đó để uống nước và rũ sạch bộ lông. Điều này rất quan trọng trong mùa giao phối, khi sự cạnh tranh trở nên khốc liệt để thu hút con cái. Màn tán tỉnh của con đực bao gồm những điệu nhảy rất đều, rỉa lông, duỗi cổ và kêu. Cuối mùa sinh sản, sẽ có hơn 100.000 con hồng hạc ở Altiplano. Qua nhiều thiên niên kỷ, nhiều hồ ở Altiplano đã khô cạn, để lại những cánh đồng muối rộng lớn. Sala del Ini là cánh đồng muối rộng nhất thế giới với diện tích hơn 10.000 km2. Nó vẫn ngập nước hàng năm. Và khi nước bốc hơi, nó để lại một lớp muối dày bao phủ cả lòng hồ rộng lớn. Không có nước ngọt trên chiều dài hơn 200 km, Sala hoàn toàn không có sự sống. Nhưng cách đó chỉ vài trăm km là hồ nước ngọt lớn nhất Nam Mỹ. Trên biên giới Peru và Bolivia là hồ Titicaca, nằm trên dãy Andes, cao hơn mực nước biển gần 4.000 mét, là hồ cao nhất thế giới cho phép tàu bè có thể đi lại. Và với diện tích mặt nước là 8.000 km2, Titicaca là hồ nước ngọt lớn nhất Nam Mỹ. Con người và sinh vật sống ở đây đều thích nghi để sống trong môi trường không khí loãng ở trên cao. Và một trong những loài thích nghi tốt nhất sống sâu dưới lòng hồ Titicaca. Đó là loài ếch kỳ lạ nhất thế giới. Ếch Titicaca có hình thù nhăn nheo kỳ lạ. Giống nhiều loài lưỡng cư khác, chúng hô hấp qua da. 4.000 mét trên mực nước biển, có rất ít oxy hòa tan trong hồ. Những cái vành tai và nếp gấp kỳ lạ của con ếch tăng diện tích cơ thể và giúp nó hấp thụ nhiều oxy hơn. Và để tăng lượng nước chảy qua đỉnh đầu và diềm cổ của nó nâng người lên. Ếch thay da bằng cách lột lớp vỏ ngoài vài tuần một lần. Ếch Titicaca không bỏ phí chỗ mô bị thải ra này, nó ăn chúng. Dãy Andes được hình thành bởi lực kiến tạo địa tầng hơn 65 triệu năm trước. Dãy núi vẫn đang trong quá trình hoạt động địa chất, gây ra động đất và núi lửa trên khắp dãy núi. Trên biên giới giữa Bolivia và Chile, hàng loạt các lỗ khí nóng và những ống bùn được gọi là Sol de Manana
hơi sunfua bốc cao 50 mét từ những nồi áp suất dưới lòng đất. Lửa trong lòng đất bốc lên ở đây tại độ cao hơn 4.000 mét so với mực nước biển, nhưng ở độ cao thấp hơn, môi trường sống ổn định hơn. 1.000 mét dưới cao nguyên núi lửa Altiplano, gió thịnh hành ở đây đẩy không khí ẩm lên các triển núi. Hơi nước gặp lạnh và ngưng tụ thành sương giá. Ở đây tại độ cao 3.000 mét trên mực nước biển là đồng cỏ núi cao Andean Puna. Nước tan từ các dãy núi tạo ra các dòng suối nước ngọt cung cấp cho các đầm lầy. Vicacha là loài gặm nhấm giống thỏ ăn cỏ ở đầm lầy. Chúng có những vách mỏng trong phổi để tối đa hóa lượng oxy hít vào, một sự thích nghi với cuộc sống ở độ cao như thế này. Cáo Andes sục sạo khắp hoang mạc Puna. Cáo thường rình rập con mồi, nhưng không dễ trong đầm lầy trống trải này. Mặc dù có phổi thích nghi với môi trường, chạy nhảy nhiều cũng khiến con Vicacha kiệt sức. Nhưng con cáo cũng nhanh chóng xuống sức. Ít loài cây sống được trong vùng đất than bùn của hoang mạc Puna. Một trong những loài cây cao nhất ở đây thuộc họ dứa tên là Puya. Nó phát triển trong nhiều thập kỷ trước khi mọc lên một cái bắp hoa cao được phủ hàng trăm bông hoa li ti. Nguồn thực phẩm giàu có này được một trong những loài động vật tiêu biểu nhất của Andes tìm kiếm. Mỗi mùa hè, loài gấu Andes di chuyển từ phía dưới lên vùng đồng cỏ ngập nước này. Gấu mẹ tìm những bắp hoa chứa đầy mật không thể cưỡng nổi này. Móng vuốt dài của nó với tới chỗ mật ở gốc cây Puya. Con non đang làm theo nó, nhưng mất nhiều năm rèn luyện mới làm đúng kỹ thuật. Răng hàm phẳng cho phép con mẹ cắn đứt những sợi dây quá dài đối với hầu hết các loài vật. Dứa Puya có thể cao đến 12 mét. Những loài cây trông cổ xưa này dựa vào loài chim ruồi Hinsta Andes để thụ phấn. Chúng rất khó bay lượn trong không khí loãng. Vì thế, chúng thường đậu trên bắp hoa của cây Puya để hút mật. Chim Hinsta Andes là loài chim ruồi thích nghi tốt nhất ở Andes. Ban đêm, nó phải lịm đi để vượt qua cái lạnh. Khi mặt trời lặn, nhiệt độ giảm mạnh. Không khí loãng không giữ được nhiệt mặt trời lâu. Trong vòng 3 giờ, nhiệt độ xuống đến âm 20 độ. Vì thế, những chú chim ruồi này cũng hạ thân nhiệt những 20 độ để bảo toàn năng lượng. Mỗi đêm giống như mùa đông dài 12 tiếng, thậm chí các dòng suối cũng đóng băng. Và với loài Hinsta, đó là một cuộc chiến sinh tồn hàng đêm. Môi trường sống trên cao của Andes cũng trải qua một mùa đông thực sự. Nhiều loài động vật di chuyển xuống các triền núi thấp hơn để sống sót, nhưng một số loài vẫn ở lại.
năm nào các hồ muối cũng đóng băng. Loài chim nào ở lại đều có nguy cơ bị đóng băng. Nhưng có một số nơi không bao giờ bị đóng băng. Lửa trong lòng đất Andes giữ ấm cho các mạch nước phun và suối nước nóng để sự sống có thể tồn tại. El Tatio là cánh đồng mạch nước lớn nhất ở bán cầu Nam. Ở độ cao 4.300m, nước sôi ở nhiệt độ 86 độ. Hồng hạc tập trung quanh các mạch nước phun để giữ ấm. Nhưng không đủ thức ăn cho số lượng chim lớn trong thời gian này của năm. Vì thế khi mùa đông đến, đa số rút về phía nam tới vùng đầm lầy và rừng ở dưới thấp. Ở độ cao dưới 3.000m trên dãy Andes, những cái cây còi cọc nhô lên trong sương. Thảm thực vật tạo thành một mê cung ẩm ướt dày đặc. Đây là rừng mây Andes. Sương mù quanh năm cho phép các loài cây lấy hơi ẩm trực tiếp từ không khí. Rêu và địa y bao phủ mọi bề mặt. Phong lan phủ kín tán rừng. Và những cây dứa bám vào tất cả các tầng cây. Món ăn ưa thích của gấu Andes. Chúng nhanh chóng bị đánh hơi thấy. Gấu gặm đến tận gốc cây, nơi trữ chất béo, protein và carbon hydrate. Phần lớn các cây dứa mọc ở chỗ cao hơn, nơi có nhiều ánh sáng. Vì thế gấu Andes dành nhiều thời gian trên ngọn cây. Con theo mẹ tìm nơi có thức ăn và học cách lấy chúng. Lớp thực vật bám lỏng lẻo khiến việc leo trèo trở nên nguy hiểm. Loài thích hợp hơn với cuộc sống trên cây là khỉ nhện lông mượt. Lớp lông dày của chúng có thể giữ ấm cơ thể trong khu rừng xanh mướt nhưng lạnh lẽo. Những con khỉ to lớn này sống trên tán rừng. Quá nguy hiểm khi đi xuống nền rừng, nhà của kẻ săn mồi nhanh nhất ở Nam Mỹ. Loài báo sư tử Andes. Săn mồi dưới tán rừng. Loài mèo lớn này gần như vô hình. Sự xuất hiện của chúng cũng đủ khiến các loài khác ở rừng mây kinh hãi. Con mồi ưa thích của chúng là khỉ. Một bầy khỉ mũi nâu vừa có một đêm lạnh nằm rúc vào nhau. Ánh nắng buổi sáng sưởi ấm cho chúng. Rồi khỉ mũ ra ngoài tìm thức ăn. Côn trùng làm tổ trong cây là một trong những loại thức ăn ưa thích của chúng. Khỉ mũ nhặt chúng từ tổ của chúng. Cây ở rừng mây cho trái quanh năm. Và khỉ mũ được hưởng một bữa đại tiệc. No nê với bữa sáng ngọt ngào, những con non sớm nạp đầy năng lượng và dành cả buổi sáng để vui đùa trên cây. Khỉ
khỉ uống nước đọng trong các cây dứa trên ngọn cây. Chúng an toàn trên tán rừng, tránh xa mối nguy hiểm dưới nền rừng. Chim ruồi tập trung lại để tìm thức ăn trong rừng mây Andes. Độ cao khiến ban đêm cực lạnh và ban ngày rất ẩm ướt, đồng nghĩa với việc không có nhiều loài côn trùng biết bay ở đây. Vì thế hầu hết các loại cây đều được thụ phấn nhờ chim ruồi. Chúng giữ nguyên vị trí bằng cách đập cánh hơn 100 lần mỗi giây. Nhịp tim của chúng có thể đạt 1.000 lần mỗi phút. Để cung cấp năng lượng cho sự trao đổi chất khó tin này, chúng phải tiêu thụ lượng mật hoa nặng hơn trọng lượng của chúng mỗi ngày. Chúng hút mật hoa từ hàng trăm bông hoa mỗi ngày để tích đủ năng lượng cho ban đêm. Thực vật ở đây rất đa dạng. Những cánh hoa đầy màu sắc chứa đầy mật bên trong. Để tránh cạnh tranh, mỗi loài chim ruồi thích ứng với việc hút mật của một loài hoa nhất định. Và mỗi loài có cái mỏ được thiết kế hoàn hảo cho hợp với hình dáng của loại hoa đó. Có nhiều loài chim ruồi ở trong rừng mây Andes hơn bất cứ nơi đâu trên trái đất. Hoa quả trong rừng phong phú đồng nghĩa với việc nhiều loài chim có thể nhanh chóng thu được nhiều calo. Điều này mang lại cho chúng nhiều năng lượng và thời gian để thu hút bạn tình. Chim sẻ Andes nổi bật như một đèn tín hiệu màu cam. Các con đực màu sáng tập trung tại nơi trình diễn được gọi là lake. Chúng đến đây để giao phối, như để gây ấn tượng, chúng khoe bộ lông sặc sỡ của mình. Màu sáng thể hiện chúng có gen mạnh và con đực trình diễn tốt nhất sẽ có nhiều khả năng được một con cái chọn lựa. Nhưng dù nỗ lực đến mấy, nhiều con đực không bao giờ tìm được bạn tình. Tại các triền núi xanh tốt dưới 1.500m, rừng mây chuyển thành rừng mưa nhiệt đới của lưu vực sông Amazon. Khoảng 1.000m trên mực nước biển, khỉ đi theo đàn để tìm những cây sung lớn bắt đầu cho quả chín. Loài khỉ đầu tiên đến đây là khỉ nhện. Sung là một trong những món ăn ưa thích của chúng. Nhưng chúng không thể giữ cây cây này cho riêng mình lâu. Khỉ hoàng đế đến tham dự bữa tiệc. Chúng nhanh chóng bị đuổi đi bởi một nhóm khỉ sóc hái quả theo đàn. Chúng ăn rất nhanh. Khỉ capuchin lớn hơn và hung dữ hơn, sau đó đến để chiếm những quả sung. Khỉ rú đỏ là kẻ đến tiếp theo. Chúng quá lớn nên khỉ capuchin không thể xua đuổi.
tamandua này không ăn quả. Nó là loài ăn kiến. Chi trước khỏe của nó được sử dụng để xé tổ kiến và cũng để leo cây. Đôi dài có thể cầm nắm và được dùng làm chi thứ năm và là một dụng cụ hỗ trợ leo trèo hữu hiệu. Loài tamandua sử dụng đuôi để bấu víu, nên các chi trước rảnh rang tấn công tổ kiến. Đuôi đủ khỏe để nâng đỡ toàn bộ trọng lượng cơ thể. Sau khi phá tổ kiến trên cây này, con tamandua lại đi tìm tổ kiến khác. Hầu như ngày nào trong rừng, mây cũng chút mưa xuống. Lượng mưa lên tới chục mét mỗi năm. Bất chấp mưa, những con chim đói vẫn phải tiếp tục kiếm ăn. Chim tạo thành một phần của hệ sinh thái phức tạp, khiến nơi đây trở thành vùng đất đa dạng sinh học nhất hành tinh này. Nhiệt độ mát mẻ và không khí ẩm ướt đồng nghĩa với lượng bốc hơi ít và gần như toàn bộ nước mưa chảy từ những ngọn núi đã no nước xuống sông suối. Độ ẩm cực cao của môi trường này dẫn tới việc 15% số loài thực vật trên hành tinh được tìm thấy ở đây. Đáng ngạc nhiên hơn nữa, những khu rừng rậm này che giấu một thế giới bí ẩn. Năm 1911, nhà thám hiểm người Mỹ Hiram Bingham đã có một khám phá phi thường tại những khu rừng trên dãy Andes này. Ông được dẫn lên một đỉnh đồi cổ xưa. Giữa rừng cây là một thành phố cổ xưa bị bỏ hoang. Machu Picchu, thành phố đã mất của người Inca. Người Inca bắt đầu xây dựng tòa thành này vào những năm 1400. Nhưng 100 năm sau đã rời bỏ nó trong cuộc xâm lược của người Tây Ban Nha. Người Tây Ban Nha không bao giờ phát hiện ra di tích này, nên nó bị bỏ quên nguyên vẹn suốt 500 năm trước khi được Bingham tái phát hiện. Nghiên cứu cho thấy một sự cân bằng phức tạp giữa người Inca và thế giới xung quanh họ. Động vật rất quan trọng với văn hóa và truyền thuyết của họ. Kền kền khoang cổ biểu trưng cho thế giới trên cao hay thế giới tâm linh. Kền kền khoang cổ Andes là loài chim săn mồi lớn nhất hành tinh
và chúng tuần tiễu trên bầu trời suốt dọc chiều dài của dãy Andes. Chúng dễ dàng bay lượn với đôi cánh dang rộng và những chiếc lông cong ngược ở đầu cánh. Ta thường thấy chúng bay lượn ở gần những vách đá, sử dụng luồng nhiệt để giúp nâng mình trong không khí loãng. Một con đực trưởng thành có thể đạt trọng lượng 15 kg và có sải cánh rộng 3 m. Nếu tìm được đúng luồng khí thăng, nó có thể đạt độ cao 7.000 m. Nó cũng có thể phát hiện ra con mồi cách xa vài km. Người Inca cổ đại tin rằng họ được sinh ra từ những ngôi sao và khi chết, họ trở về những ngôi sao thuộc dải ngân hà trên đôi cánh của một con kền kền khoang cổ. Ngày nay, người Andes tôn vinh kền kền khoang cổ hàng năm trong lễ hội máu. Lễ hội này tái hiện cuộc đấu tranh của người Inca và người Tây Ban Nha trong hơn 450 năm kể từ khi họ xâm lược Peru. Chuyến bay của kền kền khoang cổ sẽ quyết định vận may của năm sau. Hàng triệu người Quechua đang sinh sống ở Andes ngày nay là hậu duệ của người Inca cổ đại. Khả năng sinh tồn của họ trên núi cao chủ yếu dựa vào gia súc. Lạc đà không biếu là thành viên của họ lạc đà và là một trong những loài vật nuôi lâu đời nhất. Lớp lông dày và bản năng sinh tồn đã được tôi luyện giúp chúng sống sót ở đây. Và với người Quechua, chúng cung cấp thức ăn, quần áo và là phương tiện đi lại. Lạc đà không biếu là hậu duệ của loài thú hoang dã có tên là Guanaco. Những con vật giống lạc đà này gặm cỏ trên những sườn núi dọc dãy Andes và sống được ở tất cả các độ cao. Chúng phân bố từ cao nguyên Altiplano xuống tận bờ biển. Từng đàn Guanaco gặm cỏ dưới sự trông chừng của một con đực đầu đàn. Có 10 con cái trong đàn của nó, hầu hết đều có con non. Những con đực non độc thân bám sát gần đó. Nếu tách đàn, chúng quá nhỏ bé để chiếm một lãnh thổ riêng cho chúng. Đi cùng nhau để đảm bảo an toàn, chúng có đồng minh và thực hành kỹ năng chiến đấu của mình. Guanaco thấy an toàn khi đi theo đàn. Những triền núi này cũng là nhà của báo sư tử. Ở phần này của dãy Andes, Guanaco chiếm hơn một nửa khẩu phần ăn của chúng. Và với rất nhiều con mồi tiềm năng gặm cỏ trên triền núi, ở đây có nhiều báo sư tử hơn bất cứ đâu trong phạm vi phân bố của chúng. Con cái này đã nuôi 4 con gần đến tuổi trưởng thành.
mỗi con cần 4kg thịt mỗi ngày để tồn tại. Vì thế nó phải săn nhiều hơn bao giờ hết. Nhưng săn mồi ở vùng đất trống vào ban ngày gần như là không thể. Vì thế nó phải chờ cho đến khi bóng tối ập xuống. Trên núi Andes là nơi có loài săn mồi chết người. Báo sư tử có khả năng quan sát tuyệt vời vào ban đêm. Nó được sinh ra để chạy nước rút, không phải để chạy bền. Để hạ được một con guanaco, báo sư tử phải lại gần trong phạm vi 10 mét trước khi tấn công. Đôi mắt ở hai bên đầu, con guanaco có thể quan sát 360 độ. Và rất thính. Ngay khi báo sư tử bị phát hiện, mọi việc đã kết thúc. Đàn guanaco dồn lại và bỏ chạy. Nhưng sáng hôm sau, báo sư tử mẹ đánh hơi thấy mùi khác. Cái xác này rất có thể là của một con vật bị chết cóng trên những triền núi cao này. Lũ con theo mẹ thưởng thức bữa ăn miễn phí. Báo sư tử không thể nhai, nhưng chúng dùng răng hàm sắc nhọn xé miếng mồi thành từng mảnh. Và trong không khí lạnh lẽo trên núi, cái xác này có thể giúp cả gia đình sống trong 5 ngày. Đàn guanaco phải luôn cảnh giác. Con cái này sắp sinh. Đây là thời gian dễ tổn thương nhất của nó. Guanaco mới sinh phải đứng dậy và chạy được trước khi trời tối. Trong vài ngày tới, tất cả các con cái trong đàn sẽ đẻ con. Cáo Andes là loài đầu tiên mà nó phải chống lại.
không phải đối thủ của con mẹ dữ dằn. Nó sớm tìm được một lựa chọn dễ dàng hơn, một cái xác bị bỏ lại. Nhiều con vật ăn xác thối tham gia, gồm cả hai con cá non sinh năm ngoái. Khi dãy Andes mở rộng xuống phía nam, nó vươn đến cực nam của Nam Mỹ. Vùng đất mũi Patagonia đầy gió có diện tích 67.000 km2, trải rộng trên vùng Nam Argentina và Chile. Ở đây, lục địa được tách nhỏ thành các đảo, sông băng, tảng băng và núi. Khi mùa đông ập đến, các dãy núi ở phía bắc, hồng hạc Altiplano bắt đầu bay xuống chân núi Patagonia, nhưng chúng chỉ tạm thời ở đây. Khi những hồ nước dưới thấp bị đóng băng, hồng hạc buộc phải bay ra phía bờ biển. Khi mùa đông bủa vây dãy Andes, thậm chí loài ăn thịt thích nghi nhất cũng phải vật lộn để sinh tồn. Một gia đình báo sư tử khoác bộ lông dài giúp giữ ấm trong thời tiết giá lạnh. Gió mạnh buộc loài guanaco ở Patagonia di chuyển sang phía tây, vì thế báo sư tử phải tận dụng cơ hội nhỏ nhoi này. Nhưng kiếm bữa tối trong bão tuyết không phải là việc dễ dàng. Từ giờ cho đến mùa xuân, sinh tồn là trận chiến hàng ngày đối với tất cả các loài. Andes là dãy núi với sự đa dạng đến khó tin. Nó tạo thành xương sống của Nam Mỹ và bao gồm một vài môi trường sống khắc nghiệt nhất trên trái đất. Nhưng ở bất cứ triền núi nào, bất cứ độ cao nào, sự sống luôn tìm được cách để tồn tại.